dình đi một cái sẵn đi ngang thấy nước bơm vô mà. Bữa nay cái hang này hắn lấy nè. Cũng bự lắm bà chú mà quên đem len heo rồi. Ăn bự quá luôn dinh kìa. Để nó học hang đắng mà. Tại hang sâu mà. Không đem heo cái len nữa nên quên rồi. Lại cho cha chỗ kia mọi hang một chút. Mà quá khứ nước bơm vô rồi. Có không dinh? Đi họ hang cái chữ có cua á. Sâu quá bỏ đi Vinh. Này mấy cái đường này là ếch nó vừa hồi kỳ nó ra ngoái nè, nhiều lắm á cô chú. Ê coi cái này như nữa. Chính không? Con gì á? Ếch hả? Trời phải cô con ếch con. Cảm ơn. Mẹ có ếch đó mà chưa có bơm nước nhiều đó. Cho đi nhau nhỏ ơi. Để đang một cái Vinh đây. Ôi đã gì? Ủa hay đã gì Vinh? Nước bên này ngon nè bà Tám. Có không nhỉ? Không. Tại đụng hang mà đụng cái vô cái này hợp vô.
hai ba con hí con gì đây. Không gì dữ nữa. Tạp hai ba con biết con dẻm luôn. Rụng đi bắt tiêu rồi đó. Chạy lắm. Ừ, có hàng bắt luôn rồi mà đó. Có không nhỉ? Ôi, có huyền, có huyền, có huyền kìa. Đâu ra hả? Có huyền rồi chứ. Đâu rồi? Ây! Tự dính đâu dính cá. Có giòn. Thấy không? Đây nè. Đâu rồi? Nhìn thấy đụng cá không nha. Trời ơi. Trời. Ôi vậy vậy đáng dính. Trời vô. Trời thế hả? Còn cái kỹ như vậy. Có đường nước mà. Trời. Nó sâu quá. Bò cái kỹ nha. Chừng nó hang nha bạn. Cái đứa không dẫn. Xíu hả? Có không nhỉ? Dạ không. Chị dậy đây nè. Ê có. Hả? À, bự lắm. Đâu? Hả? À. Đâu? Thiệt. Đâu? Nè. Dễ này. Dễ này. Cầm lên cho tuột. Dễ lên. Tuột. Dễ. Mày tin tuột. Để tin đủ mới chạy. Gì vậy? Cá nha. Phải không? Phải không? Vinh thì thiệt hả? Rung tay hay gì trời? Vinh à, vậy này nè. Trời là trời cái lắm. Trời. Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Rồi bữa nay không nhờ làm biết đi kiếp. Đi kiếp quên rung tay rồi. Thằng ám lộn đâu Nhung nhỏ? Cái gì hết nổi rồi, ẩm đâu còn phải dài hay dắt. Lộn dịch nha. Lộn dịch đi. Dịch đi, dịch nó chạy động nha.
Bỏ lộn xuống nha nhá. Trời ơi trời. Lộn xuống mương ơi lộn. Chạy lên khói luôn. Cái này mò mớ đó bà Tám ơi. Bên đó đó. Mày ơi đi từ giờ vòng 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 tại nước bên này quá trời của chú ơi. Này không có mấy cá lóc cứu mà này chắc đói luôn. Này nước bên này hơi cạn hả bác? Ừ. Cạn lắm luôn. Bây giờ cho mẹ đổi nước gì mà cho mẹ. Mày không lụng vậy kìa, sung rồi. Đâu lụng? Lụm 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 lụm. Bọc mấy xíu là để hơi nước. Cá đâu hết rồi trời. Tại ngửa nước được quá trời nước. Không này đông lắm mà có. Có cá. Có lặn luôn mới chịu à. Không có một con. Nước quá xong rồi. Ở đây hết. Ê! Cái gì đây? Miếng bếp siêu to. Bếp siêu to. Bếp ngồi. Đây à. Nghĩ không? Cái này sao con lại. Ui trời, cái cải cá luôn. Có đủ không? Cái gì có đủ không? Có. Nước quá rồi. Quá trời, bữa nay nước nó sâu rồi. Ốc vàng hôm nay bắt cái ốc luôn, ốc quắn quả, ốc quắn bự rồi. Wow. Bả quắn. Ồ, ồ cá. Trong đó có đâu 80. Để ra cái nhung thấy gỗ luôn. Quá con nó chậm chậm. Nhung nhỡ coi gì cái lóc nhảy ngủ nha. Bỏ vô gỗ sao, bỏ vô gỗ. Mỗi khi nước cạn bắt mỗi tay luôn, cái đây nước lớn này bắn không thấy đụng nhiều. Bỏ bên nước cạn nó, bỏ cái chém chà. Ôi. Trời ơi, nước sâu kìa. Quá nước sâu rồi, quá nước sâu rồi. Tô lụng nghe này sung rồi lắm rồi. Sung cái gì vậy? Không có lụng cá. Này vô đây có cống. Ngồi vô cống thôi, qua đây nè. Qua đống chà. Đây khi có sao? Bữa con kim mò. Bữa hấn cả. Qua đây nó sâu làm gì có. Ủa, nó chưa tới.
Nước này quá nước rồi đó. Quá nước. Hồi nãy mình đi trên chảnh gặp mấy con cá mắc ở trên bờ đè nước xe ruộng bữa nay ở cái này là hơi thua luôn. Con khỏe tôi nó quấn bự nè. Quấn thêm mới được. Gì? Đụng vô hang gì hỏi chưa? Ghê. Cái gì chừng hang ếch. Mày thục nước cái hơi cái gì? Cái này giống mùa nước lên đúng không hả ta? Đây mình phát giờ mình vui xem nè. Giờ mùa nước lên luôn rồi. Mùa nước lên là lên. Ngồi đây một chỗ mà cũng dính nữa nè. Cái gù phì. Thôi gửi xong chụp kính ngay bông. Bữa nay sao con dính nào hết trơn trời. Tại bữa nay không thơm. Hồi tắm nó lên nhưng mà lạnh quá. Ngồi như thấy đủ ăn. Cứ chưa tay mình tắm rửa lên. Hồi đi qua bên kia. Đi qua bên nước nhiều kìa. Đây là rồi bà tắm ơi. Đây nè, bước cái cống này là nước một đống luôn. Tắm nó sạch. Đi tắm mày. Cái thằng ơi tắm gì nhỉ? Cái này giống mùa nước lên đó nha. Đã. Ở đây có phòng dịch luôn. Ơi hí hé thôi nha. Đừng có hé nữa trời. Đi cái đường ủng lắm. Giống nhẹ ra thôi. Ngon lành cho đào. Thôi được rồi, được rồi. Cá lóc đồng không? Đừng quá ngon. Thôi về với chú trời, nha. Trời, mọi chú ơi trời chiều rồi. Xin kết thúc bây giờ tại đây nha mọi chú. Nếu mọi chú Hương còn với chị em lớn 18 thì nhớ đăng ký. Like, bấm chuông được nhận video mới nha mọi chú. Nhờ con 18 về. Bye. Một.